nếu như mà nhà phát hành ra Kung Fu Kyuur thì nhà phát hành sẽ đổi lại, là ví dụ như Tatsumaki Ur thì Kung Tat đứng sau, Kung Fu Kyuur đứng trước, đúng không, là triệu hồi con em ra. Thì nếu như ra Kung Fu Kyuur thì Kung Fu Kyuur triệu hồi con chị ra. Bây giờ đổi lại thôi cái gì đâu, đúng không? Bây giờ thay vì bây giờ là triệu hồi thì bây giờ là con chị triệu hồi con em, thì ra con Tatsumaki Ur thì đổi con em triệu hồi con chị. Chứ vậy thôi chứ giờ sao, chứ còn bây giờ là cũng thôi, là bây giờ cũng Muki chịu hồi con Lily, con Lily với lại con mắt kính nè. Quá thiệt chứ không hiểu luôn á.